giá con chó nhập ấy thì ở mỗi quốc gia nó một khác, mỗi trại nó một khác, và trong cùng một trại mỗi đàn giá nó một khác nhau. Trại ở bên Đức nó là như thế, và trại của mình nó là như thế. Trại của mình đấy, những cái con chó ở đàn giá cao nó có thể 30 triệu một con chó con, những con ở đàn giá rẻ có thể nó chỉ có 12 mười mấy triệu một con chó con. Thì ở bên Đức nó cũng thế, có những cái đàn chó cho cái nó 4.000 ơ, có những cái đàn chó ấy, dù là chó đực nó chỉ bán 2.500 đến 3.000 thôi, là những cái đàn chó nó sẽ kém hơn là những đàn chó kia đó. Mọi người phải hiểu nó câu chuyện là như thế, là cái người nhân giống ấy, người ta định giá được cái đàn chó con đấy nó ở cái mức tiền nào, thì cũng như mình nhân giống mình cũng định giá là cái đàn chó con của mình nó ở mức tiền nào, nó đều có lý do của nó. Chứ không có thể nhìn cái đàn đấy nó rất là đẹp nhưng giá nó vẫn rẻ hơn là cái đàn nhìn nó không đẹp bằng, nó gần đẹp bằng thôi chứ nó không đẹp bằng, bởi vì nó còn do cái nguồn gen của nó nữa, chứ không phải là chỉ có ở một cái đời đấy. Bởi vì ở đây nó là câu chuyện con chó giống, nó không phải chỉ một đời này, nó còn đời sau của nó nữa. Và cái ngoại hình nó chỉ là một ở trong tất cả những cái thứ của trong con chó thôi, nó bao gồm ngoại hình, nó bao gồm tính cách, nó bao gồm sức khỏe di truyền, các bệnh di truyền, tất cả những thứ đấy nó mới ra tổng thể của con chó. Và ngoại hình nó chỉ là một phần thôi đó, thành ra nó có những có thể những đàn chó con mà nó không đẹp bằng nhưng mà giá nó lại cao hơn. Đây Zona, đây Zona mà so với lại Siro nhá, mặt chưa chắc Zona đã đẹp bằng Siro nhá. Siro còn xinh gái hơn Zona kia chứ không phải không. Hai con là có họ hai đầu, có họ cả bên nội cả bên ngoại, nó họ với nhau nhiều và nhìn nó khá là giống nhau. Nhưng nếu mà nói mặt đẹp và nói màu mảng, nhìn chung về mặt và màu mảng thì Zona chưa chắc đã ăn được Siro. Zona là to con hơn Siro. Nhưng nếu mà nói về màu mảng này, về chất lông này, về khuôn mặt, chưa chắc Zona đã ăn được Siro. Nhưng mà cái về cái đấy mọi người sẽ thấy là khi mà nhập một con chó về thì cái giá của nó kinh khủng khiếp luôn. Nên nó không phải là cái câu chuyện là giả sử như Siro đàn lúc nó ngày bé đã bán con chó con ở trong đàn đấy là bán 30 với 35 triệu, mọi người thấy nó đắt lắm rồi, chả là cái đinh gì cả. Để mọi người thấy được khi mà là người nhập chó thì cái chi phí phải trả như thế nào. Khi chúng ta mua những cái con chó con của những con chó này nó đẻ ra thì cái chi phí nó như thế nào, nó rẻ hơn nhiều lắm. Mình cứ nói là cái con chó giá nó rất rẻ thì mọi người bảo ui giá nó cao thế mà kêu rẻ, nhưng mọi người phải so cái này cùng một cái con chó như thế mà mình phải đi mua về giá nó như thế nào, nó gấp khoảng tầm 6 lần 5 lần mà còn thêm một cái nữa là không phải con chó nhập nào về nó cũng có thể sinh sản được nhá, không phải con nào về nó cũng sinh sản nó cũng thuận lợi đâu. Hy vọng là video nó sẽ hữu ích cho các bạn mà đang tìm hiểu và các bạn muốn nhập một con chó Rottweiler ở Đức, là cái nơi sinh ra cái là cái nguồn gốc của cái giống chó Rottweiler này, là cái quốc gia mà sinh ra cái giống chó Rottweiler này, và đồng thời nó cũng là cái quốc gia số 1 về Rottweiler mà được cả thế giới thừa nhận, số 1 về con chó Rottweiler tốt, con chó Rottweiler thông minh, con chó Rottweiler đẹp. Tất nhiên là cái vẻ đẹp thì nó mỗi người nó một kiểu, nhưng nhìn chung thế giới người ta thừa nhận, những người chơi lâu năm, những cái người ở cái tầm người ta có thể chi được tiền thoải mái thì người ta, và người ta chơi lâu năm thì người ta thừa nhận là cái con rốt đức có đẹp, nó là cái con chó mà nó có vẻ đẹp gọi là hoàn mỹ đó. Thì mọi người có thể tham khảo để mọi người biết được cái mức giá, xem lựa xem cái tình hình cái mức giá đó mình có chịu được không. Đó là hoàn toàn là cái mức giá chi thực tế nha mọi người nhá. Còn giả sử như trong trường hợp mà một số người mà có thể muốn nhập mà các bạn hỏi các cái trại ở bên Đức, người ta không trả lời các bạn, đấy là chuyện bình thường. Các bạn muốn mua, các bạn hỏi người ta không trả lời, bởi vì người ta không có nhiều chó để người ta bán như thế. Người ta một là người ta không có nhiều chó, hai là người ta lựa chọn người mua, người mua như thế nào người ta mới bán, chứ không phải là ai cũng có tiền ra hỏi mua là người ta bán đâu. Thì trong cái trường hợp mà một số bạn muốn nhập chó mà các bạn không nhập được thì các bạn cũng có thể liên hệ mình, mình sẽ có gọi là hỗ trợ để mà có thể giúp các bạn liên hệ được, hay là có thể đứng ra
mua giúp cho các bạn được. Tất nhiên khi mua giúp cho các bạn, mình cũng phải điều tra xem các bạn nuôi chó như thế nào. Chứ còn nếu mà cả thèm trắng chán, có tiền rồi muốn mua cho nó gọi là thỏa mãn đam mê, nhưng mà cái đam mê gọi là đam mê ngày mốt ngày hai ấy, gọi là thừa tiền vung tay ra, thì không bao giờ mình mua. Không bao giờ mình đứng ra mình mua hộ cho các bạn như thế. Mình có thể nói trắng với các bạn là như thế. Người ta không bán và mình cũng chẳng mua, chẳng có đi mua hộ. Với các bạn mà theo kiểu là có tiền và mua cho nó sướng cái tay, bởi vì cái số tiền vài trăm triệu với chúng ta, với mình là lớn, với nhiều người cũng là lớn, nhưng với nhiều người thì lại là nhỏ, chứ không có phải to tát gì. Nhưng kể cả là các bạn có nhiều tiền như thế, nhưng mà khi mà nghe thấy cái về cái sự nuôi của các bạn mà nó không có một cái gọi là cái chắc chắn, cái ổn định, thì mình cũng sẽ không mua hộ. Mà ở đây mình nói câu chuyện ở đây là mình không, cái việc mua hộ là mình sẽ mua hộ thôi nhé, chứ không có phải là để mà làm dịch vụ đâu. Không, mình không làm dịch vụ và mình cũng không lấy lãi. Là các bạn khó mua thì mình sẽ đứng ra, mình có thể là mình sẽ hỗ trợ, mình liên hệ để mình mua hộ. Mua hộ để làm gì? Để có thêm những cái nguồn gen con chó tốt, và để về sau giả sử các bạn mua con chó đực thì mình có những con chó cái mình không phải mua đực nữa, vì nó có con đực tốt mà các bạn mua rồi, mình có thể lấy giống của những cái con chó đấy của các bạn. Hoặc là các bạn mua con chó cái, mình có thể mua về sau, mình có thể mua con chó con của những con chó cái đấy, ghép với những cái con đực tốt, có thể của mình hoặc có thể mọi người mà nhập được một cặp thì nó có một cặp bây giờ. Tức là như thế nó sẽ có thêm nguồn gen những con chó tốt để mình có thể lựa chọn. Các bạn nhập thì mình đỡ phải nhập, người hiểu câu chuyện là như thế. Các bạn phải nhập một con đực tốt về thì mình đỡ phải nhập, thì con đực của các bạn mình sẽ lấy giống dịch vụ để mà mình trả tiền cho các bạn, cái tiền lấy giống này kia, như thế nó đỡ hơn nhiều. Thì trong cái trường hợp mà các bạn mà muốn mua, xác định cái mức giá nó như thế, nó khoảng tầm đấy, mà các bạn muốn mua mà các bạn không liên hệ được thì các bạn có thể hỏi mình. Còn tất nhiên mọi người phải xác định một điều là muốn mua con chó đực không phải là muốn mua cái là được ngay, mà chúng ta đều phải chờ, bởi vì đã có rất nhiều người ta đang chờ rồi. Còn các bạn mà may mắn ấy, có thể là gặp vào cái lúc là một cái người chủ người ta đã đặt từ trước, người ta đặt từ trước cái đàn đấy, nhưng mà vì một cái lý do nào đấy người ta không đoán được cái con chó ở cái đàn đấy, vì giả sử như bây giờ chẳng hạn Covid hay là chiến tranh hay này kia, ở những cái chỗ đấy người ta sẽ không đoán được, người ta sẽ hủy để người ta chờ đàn sau, thì sẽ còn những cái con chó trống để mà người cái trại đấy người ta sẽ tìm chủ mới cho nó. Thì có thể là may mắn thì chúng ta sẽ gặp được những con chó như thế để chúng ta mua, chứ còn bình thường chúng ta đều phải chờ hết. Như hai con này của mình mua là tính ra là để mà chờ đến lượt mình bắt là mình phải chờ một năm rưỡi từ ngày mình chuyển tiền cho họ để mà mình đặt cọc đó. Thì cũng nó cũng giống như là trại nhà mình thôi, nhiều khi là có thể là có con chó nó đẻ ra đấy, nhưng mà có nhiều người chờ trước rồi thì những cái người hỏi sau là cũng không có lượt, nó phải chờ, thế là thành ra là nó cứ lân lại như thế, tức là nó bị thiếu chó. Mọi người hiểu này như thế, thiếu chó để bán. Thì các cái trại lớn của Đức hầu hết người ta đều thiếu chó để bán, người ta thiếu chó để bán, và người ta bán là người ta sẽ chọn cái người nuôi, chứ không phải là ai hỏi người ta cũng sẽ bán, không phải ai trả tiền người ta cũng bán. Thế cho nên mọi người sẽ thấy cái tình huống là có thể mọi người nói chuyện với họ, mọi người hỏi chuyện này kia giao lưu thì họ sẽ rất vui vẻ họ trả lời mọi người, nhưng nếu mọi người nhắc đến chuyện mua chó là thôi, là họ mặt vuông tím, họ không trả lời nữa. Bởi vì là nếu mà giao lưu là những cái người thích cái con chó với nhau giao lưu thì họ sẽ có thời gian, họ rất vui vẻ để trả lời. Nhưng nếu mà mua thì họ lại không có thời gian, vì một là họ không có nhiều chó, họ không có đủ chó để bán, hai là họ không có thời gian để họ tìm hiểu mình xem là mình nuôi con chó như thế nào. Mọi người phải hiểu là khi mà một người hỏi mua chó mà giả sử mà họ có chó để họ bán ấy, thì họ cũng còn phải tìm hiểu, họ phải tìm hiểu xem là cái ông này ông nuôi chó như thế nào, ông này họ sẽ vào các cái trang thông tin để họ xem trên Facebook, hay là nếu ông có YouTube họ vào YouTube, trên Facebook họ vào Facebook, rồi họ có thể nếu mà mình mà có những cái người quen chung, những cái bạn chung mà họ quen ấy, họ có thể họ hỏi này kia. Nhưng mà với cái những cái việc đấy làm là nó mất rất là mất thời gian, cho nên là hầu như là họ sẽ không làm. Hầu như là khi chúng ta mà không quen gì đấy mà chúng ta hỏi chúng ta mua chó thì gần như là họ không trả lời, hoặc sau đấy họ không trả lời nữa, còn hỏi chuyện bình thường, nói chuyện bình thường thì họ trả lời, nhưng mua là họ không trả lời nữa. Đó, để cho mọi người
sẽ rất nhiều người sẽ gặp cái tình huống là cũng nhắn tin, cũng nói chuyện này kia vui vẻ, nhưng mà đến khi hỏi chó họ không trả lời, thì để mọi người hiểu tại sao họ không trả lời. Không phải là họ khinh người đâu, mà họ không có thời gian. Họ không có thời gian để họ tìm hiểu, họ điều tra. Họ cũng không có cái nhiều chó để mà họ bán, bởi vì đang rất nhiều người chờ rồi. Mình phải đến mức như thế nào thì họ mới trả lời mình về cái việc mua chó. Bởi vì như thế là mình còn phải chờ, mình lại sắp vào hàng chờ để chờ mua chó. Và người ta không thiếu người chờ như thế. Thành ra là với những người mới mà người ta không biết gì thì thôi bỏ qua, không có chuyện trò gì nữa là xong, cho nó đỡ mất công. Đỡ phải mất công từ chối là tao không bán cho mày đâu, cái này kia, rồi mất công giải thích lằng nhằng mất thời gian. Thành ra không trả lời nữa là cái cách ngắn gọn nhất là đó, để mọi người biết được vì sao mà những cái trại của Đức thì sẽ rất nhiều người phải mua chó họ chứ không trả lời. Là cái lý do nó là đơn giản, nó là như thế thôi. Và muốn nếu mà đấy thì thành ra nó khó như thế, thành ra là nếu mà các bạn, một số bạn mà nếu mà các bạn muốn mua con chó của Đức và các bạn phải xác định là các bạn phải gắn bó, xác định nuôi một con chó là các bạn phải gắn bó nó suốt đời. Và các bạn coi nó như là một cái thành viên ở trong nhà, chứ không phải là coi nó đơn giản là một con chó giống để dùng xong một thời gian rồi bán. Nếu các bạn coi nó như là một thành viên trong nhà và mua một con chó là sẽ nuôi nó suốt đời, thì các bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho mình để mình hỗ trợ các bạn tìm những cái trại mà nó có uy tín, những cái trại lớn. Mình có thể nhờ những trại đấy người ta tìm cho xem là có những cái con chó như thế nào đấy, rồi nếu mà nó có con chó ưng ý của các bạn thì các bạn bắt. Nhưng đấy là các bạn phải nhớ một điều là nó phải cái từ cái gốc nhá, là nó phải xác định là nuôi con chó như thế nào, thì và nuôi con chó ở trong cái điều kiện như thế nào nữa. Chứ còn mua về rồi để nhốt ở trong lồng cả ngày, ngày ăn ba bữa thì các bạn có cho nó ăn gan rời thì người ta cũng không bán cho các bạn. Thì đấy không phải là cách nuôi một con chó. Nuôi một con chó nó phải có cái thời gian gắn kết với chủ, nó phải có lúc chơi, nó có lúc nghỉ, lúc này lúc kia. Còn những cái lúc mà mình bận mãi công việc đột xuất thì mình không nói, nhưng mà bình thường là nó phải có lúc này lúc kia. Tóm lại là nó không phải là một con lợn. Con chó nó không giống một con lợn. Con lợn nó là trong chuồng suốt, ngày ăn ba bữa ok nó vui vẻ, nhưng con chó thì như thế nó không vui được. Ok, chia sẻ với mọi người một chút về nhập một con chó Rottweiler Đức thì giá nó bao tiền. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn mà đang quan tâm. Xin mỗi người một like và một chia sẻ video nha. Thank you and see you again.